Động lực là thứ giúp bạn bắt đầu, thói quen là thứ giữ cho bạn tiếp tục bước tới. Bí quyết nằm ở 4 yếu tố thành công. Một, nhận thức đúng đắn của bố mẹ. Bạn cần xác định mục tiêu, đích đến mình cần giúp con trong việc học tiếng Anh là gì. Chúng ta có đang giúp con nghe, nói, đọc và sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ không? Chúng ta muốn con hình thành thói quen tự học, đọc sách mỗi ngày và học một cách chủ động, biết tự khai thác nguồn tài nguyên có sẵn. Học tiếng Anh không cần năng khiếu hay cái gì đó cao siêu mà chúng ta cần tạo ra môi trường tiếng Anh cho con. Xác định, lựa chọn phương pháp phù hợp với con mình, kiên trì với mục tiêu đã chọn để giúp con thành công. Hai, công cụ làm và cách làm. Phương pháp học thì có rất nhiều, chúng ta có thể tìm thấy nó trên Internet, tìm thấy ở những chia sẻ của những người thành công. BMYCI cũng mang đến cho bạn một phương pháp thành công với lộ trình 30 phút mỗi ngày với các bước nghe, nói, đọc và đọc truyện kết hợp tương tác, thực hành giao tiếp tiếng Anh. Tài liệu không chú trọng nhiều vào học đến đâu thì cung cấp đến đó, bạn học đến đâu thì hỏi đến đó. BMYCI dẫn dắt các bạn tỉ mỉ chú đáo phù hợp trên từng cá nhân. Nhưng bạn phải học cách hành động chủ động, không phụ thuộc, không đợi chờ dục mới làm, vì bạn làm là cho chính bạn và bạn cũng đang phải tự học với con. Ba, thường xuyên kết nối với admin. Trong quá trình, đôi lúc sẽ gặp nhiều khó khăn nên chúng ta cần thường xuyên trao đổi với admin để admin nắm được tiến độ học tập của con và biết được chúng ta đã làm đúng cách hay chưa để kịp thời điều chỉnh và hỗ trợ phù hợp với con. Thực tế là chúng ta càng hỏi nhiều thì sẽ càng vỡ ra được nhiều điều và con chúng ta sẽ càng tiến bộ. Nên chúng ta cứ nhiệt tình hỏi nhé. Bốn, hành động cùng con mỗi ngày. Không có thành công nào có được mà không phải bỏ công sức. Kết quả chúng ta có được là do chúng ta hành động mỗi ngày mà có. Cách làm thì chúng ta cứ chia nhỏ ra các lần trong ngày 5 phút, 10 phút cho con quen dần lên 30 phút và làm như thế nào thì trong quá trình học admin sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn. Bạn làm đến đâu sẽ được hướng dẫn đến đó, tránh ôm đồm, chưa làm chưa hiểu rồi sẽ quên đi. Ai cũng có thể thành công trên con đường mình đi. Không cần bạn giỏi, không cần bạn phải đạt trình độ cao siêu, chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi không bỏ cuộc tối thiểu 30 phút mỗi ngày và bám thật sát admin, trao đổi thường xuyên thành công sẽ đến sớm.